Destroyer vs Kaiser Ghidorah, con nào sẽ thắng? Admin đẹp trai khoai vừa rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ quay lại với chủ đề battle, một trận chiến được khá nhiều bạn yêu cầu sau một loạt các clip về thanh niên Godzilla. Destroyer vs Kaiser G. Ok, đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua về mỗi thanh niên nhé. Destroyer và Kaiser G đều là những quái vật siêu mạnh mà Godzilla không thể tự mình hạ được. Cả hai đều có khả năng bay tốt, kích thước to lớn hơn gấp đôi so với Godz. Ngoài ra đều có cách chiến đấu độc ác, tàn nhẫn với đối thủ của mình. Destroyer là quái vật đã giết chết Godzilla Zero, sau đó gián tiếp gây nên cái chết của Burning Godz. Còn Kaiser Ghidorah là quái vật gần như đã giết chết được Godz một cách dễ dàng, nếu như không có bàn tay con người can thiệp vào. Destroyer được biết có khả năng chiến đấu ngang ngửa, thậm chí có lúc áp đảo cả phiên bản Godz siêu mạnh là Burning Godz. Nó có năng lực tấn công rất đa dạng, có thể hấp thụ DNA của đối thủ bằng cách làm phân rã tế bào thông qua chất cực tím, sau đó tiến hóa thành dạng mới mạnh hơn. Ở dạng tối thượng, nó sở hữu móng vuốt sắc nhọn, đuôi bọ cạp có thể bắt giữ và hút năng lượng đối thủ, hàm trong có thể tiêm chất cực tím để rút năng lượng kẻ địch, sừng có thể bắn lưỡi laser, mồm có thể bắn tia cực tím hủy diệt làm bay hơi chất hữu cơ và xuyên thủng hầu hết kim loại. Ngoài ra, Destroyer có sức bền và khả năng chịu đựng cực kỳ tốt. Nó là quái vật duy nhất có thể chịu đựng tia siêu xoắn ốc màu đỏ của Burning Godz nhiều lần mà vẫn không chết, mặc dù nó đã phải rút lui trước uy lực mạnh mẽ của tia này. Kaiser G có ngoại hình gần giống với King G, nhưng to lớn hơn và có tới 4 chân. Màu da của nó cũng tối hơn. Kaiser G sở hữu 3 cái đầu rồng hung dữ và mạnh mẽ, có thể cùng phối hợp cắn xé đối thủ một lúc. Mỗi đầu đều có khả năng phóng ra tia trọng lực kết hợp với dòng điện cao thế. Ngoài ra, nó có thể dùng tia trọng lực này để di chuyển đối thủ. Đôi cánh có thể dùng như khiên, chịu được cả tia hơi thở nguyên tử của Godz. Kaiser còn có tuyệt chiêu cắn và hút sinh lực của đối thủ, không những làm kẻ địch yếu đi, mà còn giúp nó mạnh thêm lên. Ta thấy Kaiser mạnh mẽ hơn nhiều so với phiên bản Godzilla cực mạnh là Godzilla Final War. Nó áp đảo Godz hoàn toàn cả về sức mạnh lẫn nguồn năng lượng. Godz không có cơ hội chiến thắng và rõ ràng sẽ chết nếu như không được tiếp sức mạnh Kaiser từ Ozaki. Để xét con nào mạnh hơn thì ta có thể so sánh sức mạnh giữa hai phiên bản Godz đã đánh nhau với chúng. Theo mình thì Godzilla Final War mạnh hơn so với Burning Godzilla. Thứ nhất, mình muốn nói rằng Godz Final War không phải là Godzilla Zero, con của Burning Godz đã lớn lên. Vì trong cốt truyện phim Godzilla Final War thì Godz đã chiến đấu với con người từ lâu rồi. Nó đã bị đóng băng trước đó vào những năm 1960, trong khi Godzilla mới chỉ được sinh ra trong giai đoạn Heisei, cụ thể là trong phim Godzilla vs. Mechagodz 2 vào năm 1993. Godz Final War ngay từ đầu đã có thể dễ dàng hạ một loạt các quái vật mạnh mà không tốn một giọt mồ hôi. Sức khỏe của nó hoàn toàn tốt chứ không bị quá tải bức xạ như Burning Godz. Ngoài ra, nó còn có thể hấp thụ thêm năng lượng đến vô hạn mà cơ thể vẫn bình thường. Vậy có nghĩa Burning Godz yếu hơn Godz Final War mà lại chiến đấu ngang ngửa với Destroyer. Trong khi đó, Godz Final War hoàn toàn bị áp đảo bởi Kaiser G lúc chưa được tiếp năng lượng. Từ tính chất bắt cầu, ta có thể kết luận rằng Kaiser G chắc chắn mạnh hơn Destroyer. Tóm lại, theo mình, nếu tính điểm số sức mạnh của mỗi con thì sẽ thế này. Về sức mạnh vật lý, Destroyer 8, Kaiser 10. Về sức mạnh năng lượng, Destroyer 8, Kaiser 10. Về sự đa dạng trong cách tấn công, Destroyer 10 và Kaiser 8. Như vậy, nếu ở phiên bản Destroyer dạng mạnh nhất lúc đánh nhau với Burning Godz thì e rằng Destroyer vẫn yếu hơn so với Kaiser G. Tuy nhiên, nếu nó có thể làm cho Kaiser yếu đi bằng cách cắn và tiêm chất độc cực tím hoặc là hút DNA của Kaiser,
tiến hóa thành dạng mạnh hơn. Lúc này thì Destoroyah hoàn toàn có thể đánh ngang hoặc thậm chí đánh bại luôn Kaiser Ghidorah. Như vậy thì mình vẫn đánh giá Kaiser ở kèo trên. Tỷ lệ chiến thắng của Kaiser sẽ là 70% và tỷ lệ chiến thắng của Destoroyah là 30%. Còn các bạn thì sao nhỉ? Hãy comment cho mình biết ý kiến nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.